Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống mà đại gia nghe cả nhà. Thì hôm nay hai chồng đi ăn đồ ăn, món ăn Việt Nam cả nhà ơi. Cái quán này ở trong siêu thị á cả nhà, ở trong siêu thị Mystery á cả nhà. Thì cái quán này á nói chung là bán đồ ăn rất là ngon luôn á cả nhà. Chồng mình cũng thích lại đây ăn lắm luôn á. Đây mình vô, hôm nay mình vô quán ăn Việt Nam nè cả nhà ơi. Quán có tên là Phở Việt. Bánh mì nè anh. Chồng mình dĩ biển à? Dĩ biển ấy bị cho bua hậu xưa coi cho cơ. Cho cơ bị cho hậu xưa coi dĩ biển. Hả? Thì giao nã lý cơ. Qua chèn hậu xưa xưa cho cơ, hậu xưa coi cho cơ. Cho cơ hậu xưa coi dĩ biển. À. Chồng mình rất là mê ăn bánh mì cả nhà. Chồng mình nói á, lấy cái loại chả cá này nè, mình nói với chồng mình cái loại này ăn ngon hơn cái loại chả cá. Mình kêu cả nhà xong rồi mình sẽ ghi vô đó. Đây trong menu có những thứ gì nè cả nhà. Đây là nó có để bảng giá tiền luôn nè. Đó. Cũng không có rẻ đâu cả nhà. Nhưng mà mình ở bên đây mình ăn món, mua vô cái quán mà dạng như Việt Nam mà ăn được cái món ngon như vậy á, giá mắc, nói chung là cũng đáng. Dạ sư mọ. Chào. Mỹ phần can á, lì bên dù rô suy, dù mỹ phần, dù quẳng qua, nếu rô à? Nếu rô can mà thật lì bên dù tố giả, dù quẳng qua, dù sen sai, dù nó cơ à hủng lúa bó, bãi lúa bó. À đây, cho cơ hả? À, chu rô hay chù hủ châu phần á? Nì dâu fan á hả? Nì dâu fan hay sư thăng? Fan hả? Mấy ủ to sầu văn thôi mà. Nì dâu cho cơ sư khán á, cho cơ dịp bút so thôi. Nó có sư hữu trong phần phụ thông mà lẹo đó. Chồng mình sẽ ăn cái tô này. Rồi quờ chao Phở combo. Một bộ của nó nè. Phở, quờ chao phở. Sư san hao tô phở 21 đồng 9 nè cả nhà, 21 đồng 9 là khoảng 120 mấy ngàn tiền Việt á, 120 mấy ngàn tiền Việt đó cả nhà. À, phở chứ cơ sư san hao. Chồng mình sẽ ghi à treo sò mò xưa sòn thì treo bánh mì nào ha, không có nhiều món ăn cho lắm cả nhà. Thì coi có bao tổng cộng bao nhiêu món. Nếu rô hả, tổng cộng có 30 món nè cả nhà. Hả, nếu rô hả? Nếu rô bánh mì hả? Bánh mì á. Ta dùng.
不要，我要佛了。你要吃这个点板米那时候加巴桑果酥了，那个是这个啊。啊，这这啊。啊，你要米粉也是有。没有，但是不要，还可以分。对，有两样，一样米粉，一样板米。那个板米有，然后刚才那个。那个板米也是有肉。都有。你要这个哈？哪懂你啊？对了，吃那个换成这个板米油了吗？啊，够了，喝什么？ Ở đây nó có nước nè cả nhà. À, nước nước chanh xả nè. Nước này cũng bình thường. Rồi dâu rơ rơ, mấy ủ rơ rơ. Rồi hot drink nè. Hot drink.还是我要这个。你要这个。嗯。202。化妆。202那些。哎，这是。哦，地上有，地上。还没了。你要这个。这是薄荷。啊。Less sugar. Don't want sugar, less sugar. Huh? This one no need, not sugar. No sugar, huh? This one also less. This one already have all sugar. All sugar. Already have inside. Dầu thắng nào rồi? Dầu thắng nào hả? Trong bươm trình là dầu biên mà bươm. Okay, thank you.Đây là không gian quán nè cả nhà, họ trang trí rất là đẹp luôn. Cái đèn này á là họ cái đồ pha cà phê á, anh chứ cơ sư pha cà phê á. Cái quán này là mình lại là ăn lần thứ hai đó cả nhà, ăn rất là ngon luôn nha cả nhà. À, cả nhà có ai có ở Malaysia, người Việt ở Malaysia đó lại quán ở đây ăn thử nha.Ở đây là trong siêu thị, quán này đã nằm trong siêu thị Mid Valley nha cả nhà. À, quán trang trí đồ, nói chung là bối cảnh nhìn giống Việt Nam lắm cả nhà, nhìn nhớ Việt Nam ghê á. Có bánh mì nữa nè, đợt này có bánh mì nè cả nhà, bánh mì Việt Nam chính gốc luôn á, chứ hồi đó là mình vô đây là bánh mì Việt Nam, nó không phải bán bánh mì Việt Nam. Ở đây có trà u long nữa nè cả nhà.Trang trí bối cảnh này kia, hình như ở bên kia nữa. Còn ở đây là kính nè cả nhà, cái kính hình như bên kia cũng có quán, bên phía kia cũng có bàn nữa đó. Đây là anh chồng của mình, nhìn nhớ Việt Nam ghê á. Quán rất là đông luôn nha cả nhà ơi, quán đông lắm luônđây cái tô phở của mình đã ra rồi nè cả nhà ơi, nhìn rất là bắt mắt. Anh não rồi, khoai dừa, khoai dừa cái gì, nhìn rất là bắt mắt luôn.Đây là tô phở của mình nè cả nhà ơi, còn ở đây là cái phần cơm bò, bún thịt nướng của chồng mình, hình như hồi nãy là thịt bò cả nhà, mà mình ngộ một cái, ủa sao mà bún thịt nướng mà cũng có thịt bò nữa, ngộ ha. Đây mình sẽ coi hả, wow.Cái tô phở bò rất là nhìn hấp dẫn lắm luôn á cả nhà. Mình ăn phở bò tái. Chứ cơ dung khoai dừa khởi gì đâu. Chồng mà nói, ủa sao cái này nó không cho anh đũa.
ý cho muỗng, mình nói cái này dùng dùng đũa được rồi anh ơi. Nhìn cũng ngon quá cả nhà. Mình mê nhất là tô phở bò của mình. Dao hơi tèn thăng nè. Chồng mình mê lắm. Mình à. Hả? Hù ca nè, à, hơi tèn thăng xí. Chồng mình khô của họng á cả nhà. Để nước lại. Tô phở bò rất là ngon luôn á cả nhà ơi. Xùy lại lèo. Đây là cái ly nước của mình. Hả? Nước xả, xả tắc của mình, xả chanh. Wow. Châu ơi. Sao anh đã lần nè. Mình lấy chồng mình lấy nước nước nóng mà nó đem lại lại ly đá cả nhà. Tại vì hai chồng mình không có uống đá. Thập miếng nước coi. Mời cả nhà ăn chung cùng hai chồng mình nha. Trong đây ông cả nhà quán hơi cồ. Tô phở bò rất là ngon luôn ở đây này. Ăn đúng, nói chung là ăn giống như vị vị khẩu vị nó giống như Việt Nam mình không? Mới hình. Bây giờ mình mới để ý nè. Bữa nay mình mặc cái áo bông á. Nhìn giống như cái tô này ghê á. Anh. Vừa xong cái cơ y á. Kinh cái cơ quặng á hả? Xeo. Cả nhà chỉ còn nước thôi á. Cái này là chồng mình húp, mình để dành cho chồng mình húp đó cả nhà, chứ không mà mình cũng húp hết. Là chồng mình mê ăn phở lắm, mà ảnh ăn thử cái món bún thịt nướng á cả nhà, còn mình để uống nước nước xả chanh. Nóng quá.
mình còn phần ổ bánh mì nữa cả nhà, mà mình ăn hết tô phở mà bánh mì chưa ra nữa. Bây giờ bánh mì của mình đã ra nè. Đây bánh mì của mình, bánh mì của mình đã ra. Ổ bánh mì của mình. À dạ. Mình sẽ ăn khúc nhỏ đi. Khúc bự anh chồng mình ăn. Tại vì mình ăn tô phở mình đã no rồi cả nhà. Cho nên mình ăn khúc nhỏ thôi. Bánh mì này wow, nhìn ngon ghê á. Ở trong đây nó có bơ nè, có dưa chua nè, có chả cá. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Trời ơi. Mình ăn. Đây nè cả nhà, cái quán này nè cả nhà, quán phở Việt nè, nó nằm ở trong siêu thị Mipperi á cả nhà. À, ai ở Malaysia ở khu Kuala Lumpur có thể lại đây ăn thử nha. Quán ăn nói chung là rất là trang trí, rất là đẹp nè, với lại ăn cũng ngon nữa, hợp với khẩu vị mình đó cả nhà, nói chung là rất là ngon luôn. Thì thôi, video của Nguyên đến đây là kết thúc cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới về cuộc sống Malaysia của mình nha cả nhà. Bye anh. Bye.